Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị Phật tử, chúng ta bắt đầu lớp học. Và trước khi bắt đầu buổi học thì tôi muốn kiểm tra xem các vị Phật tử chúng ta có sử dụng cái chương trình này quen chưa đó. Bởi vì khi đi sâu vào bài học thì rất là nhiều vị Phật tử cần những cái câu hỏi. Nhưng mà nếu mà các vị Phật tử không quen sử dụng cái ứng dụng thì nó khó trong cái việc mà chúng ta sinh hoạt ở trong lớp á. Thì nếu mà các vị Phật tử bây giờ có nghe được, nếu mà các vị Phật tử có nghe được đó, thì trước hết nó xin các vị hoan hỷ là chúng ta sử dụng cái ứng dụng bằng cách là chúng ta đưa cái bàn tay lên. Nếu mà các vị Phật tử nào mà nghe được mà chúng ta dùng được thì chúng ta biết cách đưa cái bàn tay. Giờ chúng ta có thấy được hai người biết đưa bàn tay. Nếu các vị các vị để tôi kiểm tra, quý vị Phật tử nào đưa cái bàn tay lên được thì tôi biết rằng là các vị đó biết dùng. Dạ thưa, có một cô Phật tử nào đưa lên cái bàn tay trên màn ảnh này đó, thì trong trường hợp mà chúng ta không có biết được cách đưa bàn tay lên máy thì chúng ta đưa bàn tay màn ảnh này. Tuy vậy đó thì trên cái màn hình của chúng tôi đó là không cùng lúc không có thể thấy hết các vị trong lớp học. Do đó các vị nên dùng cái chương trình này để đưa cái bàn tay lên. Thì hiện tại đó thì tôi chỉ thấy được có một số thôi. Rồi. Sư ơi, sư chỉ cách giơ tay đi sư, con chưa biết giơ tay ạ. Dạ thưa cô, ở trên cái các vị Phật tử chạm tay vào trên cái màn hình đó, thì nó có cái chữ mo. Thì trong cái chữ mo đó thì nó sẽ có những cái biểu tượng đi, có biểu tượng bằng tay tay giơ lên, hoặc là nó có cái chữ raise hand, tức là đưa cái bàn tay lên. Rồi các vị chọn cái chữ raise hand, đưa lên bàn tay lên. Giờ có cô Phật tử Loan Liễu thì chỉ mới phải vỗ tay thôi chứ chưa có biết đưa bàn tay lên. Nó có dùng chữ raise hand. Rồi nó các vị chọn trong cái mo đó thì cái dòng chữ gần cuối á, để các vị chờ đi. Ở đây rất là nhiều các vị Phật tử không có biết đưa cái bàn tay lên. không biết.
Do vì khi tôi mở cái microphone của các vị lên, nếu mà ở trong lớp học á, mà quá nhiều cái microphone thì nó ồn. Do vậy là các vị Phật tử nào khi chúng ta có cái câu hỏi nào đó mà các vị, tôi thấy cái bàn tay của các vị á, thì tôi biết rằng là các vị muốn có câu hỏi. Do vậy là tôi sẽ mời các vị Phật tử đó hỏi. Và bây giờ xin mời các vị Phật tử chúng ta đồng loạt bỏ các bàn tay xuống. Nếu mà các vị bỏ bàn tay xuống á, thì thứ nhất là các vị có thể nghe tôi nói và tôi thì các vị mới biết làm. Cái thứ hai nữa nó là các vị biết sử dụng máy, cho nên khi tôi nói bỏ bàn tay xuống thì các vị biết bỏ, còn có những vị đó thì chỉ biết đưa bàn tay lên mà không có biết bỏ xuống, thì đôi khi không có câu hỏi là vẫn đưa cái bàn tay. Chúng tôi thấy còn 4 người, đó là cô, và còn 3, còn 4 người đó là cô Thùy Linh, Minh Trần và Taxi A9. Là còn 3 người chưa có bỏ bàn tay xuống được. Thì trong 3 người này, thứ nhất là có thể là còn cô Diệu Huyền nữa là chưa bỏ bàn tay xuống. Thì ba những người chưa bỏ bàn tay xuống, thứ nhất là vị đó không có nghe, thứ hai là không có lên trước máy, thứ ba là vị đó chưa có biết dùng cái ứng dụng này. Thì các vị cố gắng dùng nha, ngày mai bắt đầu ngày mai mốt đổ đi đó, thì chúng ta mặc nhiên là các vị biết dùng cái ứng dụng này. Tôi còn hai cái bàn tay. Được rồi. Thì cái bài học ngày hôm nay đó, chúng ta học về, tiếp tục học về cái bài học, các vị chờ tôi chút. Các vị hoan hỷ chờ tôi chút. Nếu khi mà tôi zoom lại cái màn hình thì nó nhỏ. Nhỏ không có hiện được. Toàn bộ cái ví dụ pháp đó, thì đều nằm ở trong cái biểu đồ này. Và ngày hôm vừa rồi đó thì chúng ta biết rằng là cái chữ pháp đó, trong ví dụ pháp đó, là chỉ cho tất cả những cái gì mà chúng ta có thể biết được, liên nhận biết, liên tưởng, nghĩ đến. Hay nói một cách khác, tất cả những cái gì mà có thể hiện hữu và có thể chứng, có thể biết, thì tất cả những cái thứ đó đều gọi là pháp hết.
Và trong pháp đó thì có hai, không biết các vị Phật tử nào chúng ta vô ý gì vẽ trên các màn hình. Trong cái pháp có hai, đó là cái pháp chân đế và cái pháp tục đế. Thì ngày hôm trước đó, tôi nói với các vị đó là cái pháp gì mà nó có cái bản thể riêng biệt thực có thì cái đó là cái pháp chân đế. Còn cái pháp gì, cái gì mà nó không có cái bản thể thực á, thì cái đó nó thuộc về tục đế. Nó giống như là cái gì mà do kết hợp mà có, do cái điều kiện nào đó mà có, chứ tự thân nó không có cái bản chất riêng, thì cái đó thuộc về cái pháp tục đế. Cái bản chất riêng ở đây tức là ví dụ giống như chúng ta thấy cái căn nhà, cái chiếc xe, những cái đồ gia dụng trong gia đình, chúng ta thấy trước mắt đó là nó có thực. Nhưng mà tại sao gọi cái, chúng ta gọi những cái khái niệm về cái nhà, cái chiếc xe nó là tục đế? Là bởi vì tuy rằng cái căn nhà nó, chúng ta thấy trước mắt đó nó giống như là có thực, nhưng mà kỳ thực thì cái căn nhà đó nó sở dĩ nó có, nó là nó do một cái tổng hợp mà nó có, chứ nó không có cái bản chất của cái gọi là cái căn nhà. Ví dụ giống như là nếu mà chúng ta tháo cái căn nhà đó ra thành từng phần, đâu là cột, đâu là tường, đâu là mái, vân vân á, theo từng phần một đó, thì nó chỉ là những cái vật liệu để xây dựng thôi, chứ nó không thể là cái căn nhà. Và chúng ta cũng không có thể chia rẽ từ cái cây cột, từ cái viên gạch tìm ra cái yếu tố, cái gì gọi là cái nhà. Nó không có cái bản chất riêng như vậy. Thì cái gì mà không có cái bản chất riêng đó thì cái đó được gọi là, đó là gọi là cái sự thật, nhưng mà đó là một cái sự thật tương đối do một cái quy định nào đó mà có. Nếu mà không có cái quy định đó rồi đó thì nó cũng không còn. Ví dụ giống như là cũng hai người nam và người nữ, nhưng mà do một cái quy định nào đó của xã hội cho nên họ là vợ là chồng với nhau. Còn nếu mà xã hội đã không còn quy định họ là vợ chồng nữa đó, thì tự nhiên là họ không còn là vợ là chồng. Tại vì cái vợ cái chồng nó không phải là một cái bản chất riêng mà nó là cái quy định của xã hội. Thì sở dĩ mà học vi diệu pháp á, chúng ta cần phải phân biệt được rồi cái nào là cái bản thể có thật và cái nào không có bản thể, để chúng ta biết rằng là có đôi khi á, có những cái phiền não khởi lên nơi tâm của vị hành giả tu thiền là do vì chúng ta chấp cái hình tướng bên ngoài mà chúng ta quên đi cái bản thể ở bên trong, và do vậy có những cái loại phiền não từ đó mà có. Trở lại cái bài học ngày hôm nay, chúng ta học về cái phần tục đế á. Bài học ngày hôm nay chúng ta học về cái phần tục đế đó là, thì cái việc vị nằm nhìn ở trên cái bản đồ vi diệu pháp này nè, thì cái hàng dưới cùng, cái hàng dưới cùng là cái hàng chỉ cho cái tục đế. Tục đế chỉ có một hàng dưới này thôi. Các vị hoan hỷ rồi. Các vị sao ạ? Dạ, được rồi. Thì trong cái chương trình của tôi hướng dẫn các vị Phật tử là chúng ta học cái phần tục đế trước, rồi sau này chúng ta sẽ học kế cái phần sau là cái phần chân đế. Bởi vì sau này chúng ta ít khi chúng ta có dịp chúng ta lặp lại cái tục đế này, và hơn nữa là cái phần tục đế này là một cái phần riêng lẻ, phần nhỏ, do đó là chúng ta học trước, vì sau này đó thì toàn bộ cái phần vi diệu pháp đó là chúng ta học liên quan đến cái phần chân đế.
Như vậy thì các vị nhìn trên cái bản nêu ví dụ pháp hay là cái bản đồ ví dụ pháp này đó, thì các vị thấy rằng là cái tục đế đó là cái dòng cuối cùng, gọi là cái ở trong cái bản nêu này là các vị thấy không, cái pháp chân đế đó, thì nó bao gồm cả cái hình vuông lớn ở trên, rồi còn cái pháp tục đế nó là chỉ cái dòng phía dưới. Và cái pháp tục đế này đó thì được chia ra có hai, quý vị thấy một cái dòng ở bên trái và một cái dòng ở bên phải. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta, tôi lưu ý các vị Phật tử rằng là tuy rằng là nói là cái pháp tục đế này đó, trên cái bản đồ chúng ta vẽ nó thì chúng ta thấy rằng là cái pháp tục đế này là có hai, giống như là rất là nhiều sách có cái cách chia chẻ như vậy, rất là nhiều sách để các vị các vị Phật tử hoan hỷ. Tại ngày hôm nay cái máy của tôi nó có một vài cái vấn đề, nó hơi khó có không hiểu lý do nào mà tôi khi là tôi chạm vào máy thì nó không có lúc nó thì có lúc này nó không ăn. Thì trong cái pháp này á, nó có chia ra làm hai, đó là cái danh chí định và cái nghĩa chí định. Thì trên cái trước hết đó thì tôi cũng xin lưu ý là tất cả những cái hình ảnh mà tôi sử dụng ở trên đây đó là tôi mượn dùng những hình ảnh của những vị học viên, của những vị giảng sư khác đã lưu trên internet, thì tôi lỡ tốn cái thời gian soạn bài. Bởi vì khi mà soạn bài và chỉnh sửa với những cái này thì cũng rất là công phu. Thì ở đây thì chúng ta nhờ những người đi trước người đã làm, cho nên là khi mà chúng ta học qua thì chúng ta đã có những cái biểu đồ có sẵn. Thì ở đây tôi cũng mượn cái biểu đồ mà do vì ở trên internet, ở khi người này copy lại của người kia, cho nên tôi cũng không biết là của ai. Thì ở trong cái pháp tục đế này chia ra có hai, đó là cái danh chế định và cái nghĩa chế định. Nhưng mà ở đây tôi lưu ý các vị đó là thật ra đó là cái pháp tục đế này á, là chỉ có cái phần danh chế định thôi. Còn cái nghĩa chế định nó là một cái cách gọi khác từ cái danh chế định, chứ không có nghĩa là cái pháp tục đế này chia làm hai là cái danh chế định và cái nghĩa chế định. Bởi vì toàn bộ những cái gì mà thuộc về tục đế đó thì nó đã nằm ở trong cái danh chế định rồi. Tuy nhiên á, thì để phân loại rõ ràng hơn từ cái danh chế định này thì chúng ta có cái nghĩa chế định. Và do vậy đó thì chỉ riêng cái phần danh chế định nó đã bao gồm đủ cái pháp tục đế, còn cái nghĩa chế định nó là mở rộng thêm cho cái phần danh chế định. Do vậy pháp tục đế chúng ta phải hiểu rằng là chỉ là cái phần danh chế định này thôi là đủ. Thì trong cái phần các vị hoan hỷ chờ tôi bữa nay là phải nói là sao mà cái máy kỳ cục như thế này chứ. Tôi đã chuẩn bị trước nhưng mà tới giờ dạy thì nó lại như vậy. Dạ. Thì ở trên cái biểu đồ này á, là chỉ mô tả cái dòng cuối cùng của cái bản nêu ví dụ pháp đó. Thì các vị thấy có hai phần là danh chế định và nghĩa chế định. Và như là tôi vừa thưa với các vị đó đó, là cái danh chế định này á, nó bao gồm cả cái pháp tục đế. Còn tùy theo cái cách gọi như thế nào đó thì chúng ta mới có cái giống như gọi theo cái hình thức, gọi theo một cái nghĩa thời gian, nghĩa không gian vân vân đó, thì chúng ta mới có chia chẻ ra thành cái nghĩa chế định. Nhưng mà cái danh chế định này đó là nó đã bao gồm trọn vẹn cái pháp tục đế. Thì ở trong cái danh chế định á, danh chế định đó các vị nhìn trên cái bảng này đó, các vị thấy nó tất cả có 6 phần. Thứ nhất là danh chân chế định, thứ hai là phi danh chân chế định,
Thứ ba là danh chơn giới định. Thứ tư là phi danh chơn giới định. Rồi danh chơn giới định, phi danh chơn giới định. Thì nếu mà để ý kỹ đó, thì nó có hai cái phần chính, tức là cái phần danh chơn. Nó chỉ có hai cái phần chính này thôi, cái phần danh. Hai cái phần chính là cái phần gì? Hai cái phần chính là cái phần danh chơn và phi danh chơn thôi. Chúng ta chỉ để ý hai cái này. Còn cái danh chơn giới định, phi danh chơn giới định hay là danh chơn, bốn cái dưới đó là sự trộn lẫn của hai cái trên. Cái sự trộn lẫn đầu tiên đó là danh chơn, là cái một đứng trước, cái hai đứng sau. Cái danh chơn đứng trước, rồi cái phi danh chơn đứng sau. Rồi cái ba là cái thứ ba đó, còn cái thứ tư đó, là đảo ngược lại, là cái hai đứng trước, cái một đứng sau, là phi danh chơn đứng trước mà danh chơn đứng sau. Rồi cái thứ năm đó, là hai cái một cộng với nhau, tức là danh chơn và danh chơn chế định. Và cái thứ sáu đó là cái thứ hai, hai cái thứ hai cộng với nhau, tức là phi danh chơn và phi danh chơn chế định. Như vậy thì cũng dễ nhớ. Để tôi coi gương mặt của các vị Phật tử đây, tôi nghĩ là các vị có dễ nhớ hay không. Giờ mình tính ra nó dễ nhớ chỉ có hai cái thôi, là danh chơn chế định và phi danh chơn chế định. Giờ còn cái thứ hai đó thì mình cộng cái thứ nhất lại và cái thứ hai, mà cái thứ nhất để trước, cái thứ hai để sau. Rồi cái, thứ ba, cái thứ tư đó, thì cái thứ hai đảo ngược lên trước, nó chỉ vậy thôi. Vậy thì trước hết là cái danh, cái chế định là cái gì? Cái chế định á, cái chữ ba nhát tí á, có nghĩa là chỉ ra để biết. Ví dụ giống như chúng ta có hai cái hình tròn, thì chúng ta muốn diễn đạt cho người khác hiểu á, thì chúng ta phải chỉ ra cái riêng của cái hình tròn này so với cái kia. Giống như chúng ta nói là cái hình tròn bên phải, thì người nghe mà người đối diện chúng ta mới hiểu là chúng ta nói cái hình tròn nào. Hoặc là cũng hai cái món đồ giống nhau nhưng mà nó khác màu, thì chúng ta muốn để cho người khác hiểu thì chúng ta mô tả thêm cái màu đó để cho người khác biết là mình muốn cái màu, mình muốn cái nào. Chứ còn nếu hai cái mà nó giống nhau thì làm sao mà nói người ta hiểu. Như vậy thì cái chế định là chẳng qua đó là mình để chỉ ra cho biết. Và các vị lưu ý rằng là toàn bộ ngôn ngữ, dù là ngôn ngữ Việt Nam, bất cứ ngôn ngữ gì, tiếng Phạn, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Anh, bất cứ cái ngôn ngữ nào, tất cả các ngôn ngữ đều là cái định đặt ra hết, cái chế định ra hết nha. Tất cả ngôn ngữ nó đều là chế định. Và cái danh chơn chế định nó là cái gì? Danh chơn chế định nó tức là cái ngôn ngữ, cái gì mà chỉ ra, chỉ cho cái có thật. Còn phi danh chơn chế định á, tức chỉ ra, chỉ cho cái gì mà nó không có cái bản thể thật. Tôi lặp lại, danh chế định á, là cái sự quy định cho cái có cái bản chất thật. Còn cái phi danh chơn giới định là chỉ cho, là cái tên gọi chỉ cho cái gì không có cái bản chất thật, gọi là phi danh chơn giới định. Và cả hai, danh chơn giới định tức là chỉ một vật có thật, với cái phi danh chơn chế định tức là cái chỉ cho vật không có thật, thì cả hai cái danh chơn chế định và phi danh chơn chế định này đều là chế định hết, tức không phải là chân đế, tức là không phải là cái có thật. Hôm trước tôi dạy học có những người Phật tử đó, trong cái lớp học của tôi đó, nghe nó buồn ngủ quá, ngày hôm nay các vị còn buồn ngủ hơn. Tại vì khi chúng ta học với dược pháp, chúng ta đi sâu vô, nó có những cái vấn đề mà tương đối là nó xa lạ.
Và do vậy ngày hôm nay tôi cố gắng là tôi tìm cái hình ảnh nào đó để nó thay cái lời tôi nói cho nó các vị đỡ có nghe. Bây giờ tôi tạm tôi mượn cái hình này, tôi ví dụ cho các vị nghe. Các vị có thấy cái hai cái hình ảnh trên cái màn hình hay không? Một là cái hình bên trái đó là cái hình Đức Trần Hưng Đạo. Cái hình bên phải đó là hình Thánh Giống. Nha. Ai xin lỗi các vị, ở đây tôi muốn dùng cái chữ tượng. Đây là cái bức tượng, cái bức tượng Trần Hưng Đạo và cái bức tượng Thánh Giống. Đức Trần Hưng Đạo đó là một nhân vật lịch sử có thật. Còn Thánh Giống á, chỉ là nhân vật huyền thoại thôi, không có thật. Như vậy đó, một cái, tất cả đều là bức tượng này nè, hai cái. Một á, là chỉ cho một nhân vật thật có, còn một thì chỉ cho nhân vật không có. Thì cái nào mà chỉ cho nhân vật quá thật á, thì chúng ta được xem như là danh chân chế định. Còn cái nào mà chỉ cho cái không có thật á, thì cái đó là phi danh chân chế định. Tuy nhiên, cả hai bức tượng Trần Hưng Đạo và Thánh Giống này đều không phải là người thật hết. Bức tượng Trần Hưng Đạo chỉ cho một nhân vật lịch sử có thật, nhưng mà riêng cái bức tượng này nó thì không phải là người thật. Thì cũng vậy đó, cái danh chế định á, là cái tên gọi cho những cái gì có bản chất thật, nhưng mà bản thân cái tên gọi đó vẫn là chế định. Và do vậy không thể nói rằng là ở trong tạng kinh á, Đức Phật ngài dùng cái ngôn ngữ tục đế, còn vi diệu pháp thì Đức Phật ngài dùng cái ngôn ngữ chân đế. Cả vi diệu pháp và tạng kinh đều phải dùng cái ngôn ngữ tục đế hết, vì đã là ngôn ngữ thì không có cái ngôn ngữ nào là cái ngôn ngữ chân đế hết. Ở đây có thể chúng ta nói như thế này, là một cái ngôn ngữ chỉ cho tục đế và ngôn ngữ chỉ cho chân đế thì được, và cái ngôn ngữ chỉ cho tục đế hay là cái ngôn ngữ chỉ cho chân đế thì hai cái ngôn ngữ nào nó cũng là tục đế hết. Bởi vì ở đây trên cái màn hình á, đôi khi tôi share tôi không có thấy được các vị, cho nên là tôi không biết là các vị nghe các vị có hiểu ý tôi nói hay không. Bây giờ tôi mượn cái này tôi cho các vị tỉnh ngủ một chút đi. Là nói về tiền, chúng ta ngày hôm nay trong cái mùa dịch này nó rất là nhiều người thất nghiệp và không có tiền. Bởi vậy có lẽ là tôi mượn hình ảnh này cho các vị tỉnh ngủ một chút. Là ở đây cái bức hình này là người ta chỉ cho mình phân biệt thế nào là cái tiền thật và thế nào là đồng tiền giả. Cái tiền thật đó là cái tờ tiền nằm ở trên, nó có các cái chi tiết được in rõ nét màu sắc. Còn cái tiền giả là các cái chi tiết in mờ mỏng và màu sắc nhạt. Hai cái hình này, cái hình trên nó là chỉ cho cái tờ tiền thật và hình dưới là chỉ cho cái tờ hình giả. Và cái hình trên đó, theo cái ví dụ này, hình trên chỉ cho cái có thật gọi là danh chế định, thưa quý vị, danh chân chế định. Cái hình dưới đó, chỉ cho cái tờ không có cái thật gọi là phi danh chân chế định. Nhưng mà dù cho cái hình chỉ cho tiền thật hay là cái hình chỉ cho cái tiền giả, thì hai cái tấm hình này chỉ là cái tấm hình thôi chứ không phải là đồng tiền thật. Thì cũng vậy, cái danh chân chế định là chỉ cho pháp có thật, phi danh chân chế định là chỉ cho pháp không có cái bản thể thật.
Nhưng mà dù cho chỉ cho cái có bản thể hay không bản thể thì chính cái cách gọi đó, đó cũng là giới định. Nó cũng giống như là chúng ta có hai cái hình ảnh về tiền thật và tiền giả. Thì dù là cái ảnh của tiền thật á, thì nó vẫn không phải là cái đồng tiền thật mà nó chỉ là cái bức ảnh của cái tiền thật thôi. Thì do đó là ở tạng vi diệu pháp hay bằng hay tạng kinh chăng nữa đó, thì tất cả đều phải dùng cái ngôn ngữ, đều phải dùng cái ngôn ngữ chế định hết, chứ còn không có cái ngôn ngữ nào mà là cái ngôn ngữ, không có nào gọi là cái ngôn ngữ chân đế. Vậy thì các vị, tôi nghĩ rằng rồi các vị cũng hiểu được cái danh chế định và cái danh chân chế định và phi danh chân chế định. Và bây giờ chúng ta đi đến cái phần thứ ba. Cái phần thứ ba tức là danh chân, phi danh chân chế định. Trước hết tôi lặp lại nghe. Danh chân chế định á, là chỉ cho cái khái niệm nào, chỉ cho là cái khái niệm chỉ cho cái có thật. Còn phi danh chân chế định á, là khái niệm chỉ cho cái không có thật. Còn danh chân, phi danh chân chế định á, là dùng một cái khái niệm có thật, dùng một cái khái niệm có thật tức là danh chân chế định. Để chỉ cho một cái khái niệm không có thật, gọi là danh chân chế định. Danh chân, phi danh chân chế định. Và bây giờ thì tôi không có muốn dùng cái hình ảnh mô tả nữa, mà tôi muốn mượn kinh sách, bởi vì đây là cái mục đích chính của chúng ta học. Chúng ta học cái chúng ta đọc cái bài kinh này. Cái bài kinh này là cái bài kinh chúng ta học về cái ý nghĩa của cái gọi là danh chân, phi danh chân chế định. Không biết là trên màn hình của các vị có thấy không, kinh này gọi là cái kinh cài ruộng. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn mà giữa dân chúng Mắc Ca Thá trên núi Nam Sơn tại làng Bà La Môn tên là Ekanala. Lúc bấy giờ là thời gian gieo mạ và Bà La Môn Kassipa đã đoa chá sắp đặt sẵn sàng khoảng 500 lưỡi cài. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi đến nông trường của Bà La Môn Kassipa đã đoa chá. Lúc bấy giờ Bà La Môn Kassipa đã đoa chá đang phân phát đồ ăn. Thế Tôn đi đến chỗ phân phát đồ ăn rồi đứng một bên. Bà La Môn Kassipa đã đoa chá thấy Thế Tôn đang đứng một bên để khất thực, thấy vậy bèn nói với Thế Tôn: Này Sa Môn, tôi cài và tôi gieo mạ, sau khi cài và gieo mạ tôi ăn. Này Sa Môn, ông có cài và gieo mạ không? Sau khi cài và gieo mạ ông ăn. Đức Phật trả lời: Này Bà La Môn, ta cũng có cài và gieo mạ, sau khi cài và gieo mạ ta ăn. Nhưng chúng tôi không thấy cái ách, cái cài, cái lưỡi cài, cái gậy đâm hay các con bò đực của tôn giả Gotama. Tuy vậy, tôn giả Gotama lại nói như sau: Này Bà La Môn, ta cũng có cài và gieo mạ, sau khi cài và gieo mạ ta ăn. Rồi Bà La Môn Kassipa đã đoi chá nói lên bài kệ này với Thế Tôn: Ông nói là nông phu, ta không thấy ông cài. Người nông phu được hỏi, hãy lên tiếng trả lời. Sao chúng tôi biết được ông thật sự có cài?
Rồi Đức Thế Tôn cũng trả lời bằng cái bài kệ: lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là mưa móc, trí tuệ đối với ta là cài và ách mang, tàm quý là cán cài, ý căn là dây cột, chánh niệm đối với ta là lưỡi cài gậy đâm. Thân hành được hộ trì, khẩu hành được hộ trì đối với các món ăn. Bụng ta dùng vừa phải, ta nhổ lên tà vải với chân lý sự thật, hoan hỷ trong niết bàn là giải thoát của ta. Tinh tấn đối với ta là khả năng mang ách, đưa ta tiến dần đến an ổn khỏi ách nạn, đi đến không trở lui, chỗ ta đi không sầu. Như vậy, cài ruộng này đưa đến quả bất tử, sau khi cài cài này, mọi đau khổ được thoát. Thì các vị Phật tử thấy ở trong cái bài kinh này á, Đức Phật này dùng cả hai cái cách diễn đạt. Thứ nhất á, là ngày diễn đạt bằng cái những cái từ chỉ cho những cái pháp thật có, gọi là cái danh chế định. Và thứ hai thì ngài dùng những cái ngôn ngữ chỉ cho cái pháp tục đế, tức là cái pháp mà nó không có bản chất thật. Thì ở đây cái gì là cái pháp mà nó có cái bản chất thật? Đó là cái lòng tin. Cái này là cái lòng, cái vị ở đây có khi cái bàn tay của tôi chạm lên cái màn hình trong khi nó không có, giờ nó hơi có, đây tôi chỉ đọc thôi. Ở đây đó, lòng tôi đọc lại cái bài kệ Đức Phật: lòng tin là hạt giống. Cái hạt giống này đó, nó là cái cách gọi của vi diệu pháp, đó là cái tiếng phi danh chơn chế định. Là bởi vì trong cái hạt giống nó không có cái bản chất thật, mà nó nhiều cái thành tố nó kết hợp lại nên cái hạt giống. Còn cái lòng tin là một đơn vị danh pháp có thật, gọi là danh chế định. Đức Phật nói lòng tin là hạt giống, thì bởi vì ngài đang nói chuyện với một người Bà La Môn, ông vốn là một nông phu. Và do vậy ông Đức Phật ngài muốn thuyết pháp cho ông là ngài tất cả những cái pháp của ngài đó là ngài hình ảnh hóa những cái nông cụ mà người nông phu dùng, đó là cái cài, cái ách, hay là cơn mưa, hay là hạt giống. Và do vậy cái lòng tin á, cái đức tin nó là một cái pháp danh chơn chế định. Hạt giống á, là phi danh chơn chế định. Và Đức Phật này, ở đây ngài nói là lòng tin là hạt giống, khổ hạnh là mưa móc, trí tuệ đó là danh chơn chế định, còn cái cài, cái ách nó là phi danh chơn chế định, tàm quý là danh chơn chế định, cái cắn cài là phi danh chơn chế định, ý căn là danh chơn chế định, dây cột là phi danh chơn chế định, chánh niệm là danh chơn chế định, ta nó là phi ta và lưỡi cài là nghị đâm là phi danh chơn chế định. Tinh tấn á, là danh chân chế định, mà ách á, là phi danh chân chế định. Vậy thì các vị, bài kinh này các vị có nắm được cái danh chân và phi danh chân chế định rồi đúng không? Là hay nói cách khác á, là từ cái hình ảnh trừu tượng của cái danh chơn chế định, Đức Phật ngày hình ảnh hóa, ngày cụ thể hóa bằng những cái hình ảnh phi danh chơn chế định. Và tôi sở dĩ mà tôi cố gắng đánh dấu những cái bài kinh để đưa cho các vị Phật tử ở đây á, để chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta nói là trong tạng kinh là Đức Phật này chỉ dùng những cái ngôn ngữ chỉ cho tục đế, còn cái tạng ví dụ pháp là Đức Phật này chỉ dùng cho cái ngôn ngữ chỉ cho cái chân đế,
Nhưng mà khi mà chúng ta đọc tạng kinh đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật này dùng cả hai ngôn ngữ, và cái ngôn ngữ mà chỉ cho chân đế đó là rất rất là nhiều chứ không phải là ít. Và ngược lại đó là ở tạng vi diệu pháp đó, cũng dùng rất rất là nhiều cái ngôn ngữ chỉ cho tục đế. Và sở dĩ mà tôi không có dùng cái gọi là cái ngôn ngữ chân đế và ngôn ngữ tục đế, mà tôi phải nói hơi dài một chút là ngôn ngữ chỉ cho chân đế và ngôn ngữ chỉ cho tục đế, để chúng ta biết rằng là cái ngôn ngữ nào nó cũng là tục đế hết, chứ không tưởng là cái loại mà ngôn ngữ trong vi diệu pháp nó là thuộc về pháp chân đế, không phải nha. Cái ngôn ngữ đó vẫn là tục đế. Và cũng giống như là cái hình mà chúng tôi đưa cho các vị đó, cái hình dù chỉ cho tiền thật thì bản thân của nó là vẫn là cái hình, chứ không phải là đồng tiền thật. Rồi cái thứ hai chúng ta cần phải được minh họa bằng các cái bài kinh. Dù rằng những cái con chữ đó nó có thể làm cho các vị buồn ngủ hơn là những cái hình ảnh xanh xanh vàng vàng, nhưng mà chúng ta học vi diệu pháp rồi, dù chúng ta học kinh Phật là chúng ta phải vui thích, chúng ta phải tỉnh giác bằng cái trí hiểu biết hơn là những cái hình ảnh lôi cuốn. Và thì do vậy thì như là những cái hình ảnh lè lẹt màu mè nhảy nhót lung tung có thể là cho các vị đỡ buồn, nhưng mà thôi tôi nghĩ rằng là các vị buồn thì các vị mở phim các vị coi tốt hơn là ngồi trong lớp này, đúng không? Dạ. Do vậy là dù là tôi biết rằng là những cái hình ảnh đó nó không có đập vào con mắt của các vị, nhưng mà rất là cần, bởi vì cái dụng ý của chúng ta đó học kinh, cái dụng ý của chúng ta là cái mục đích của chúng ta là học vi diệu pháp đó, chúng ta học vi diệu pháp là để học vi diệu pháp nha, để chờ cái chút. Bây giờ cái mục đích là học vi diệu pháp nè. Học vi diệu pháp. Học vi diệu pháp đó là để hiểu rõ hơn về kinh và luật, và hiểu rõ hơn về kinh về luật á, hiểu rõ, học vi diệu pháp để hiểu rõ hơn về kinh và luật, và hiểu rõ hơn về kinh về luật á là để chúng ta dễ dàng thực hành ở đây gọi là pháp hành. Thì do vậy chúng ta sẽ thấy rằng là một người tu học, tu Phật là chúng ta có ba cái công đoạn. Ba người tu Phật đó thì chúng ta có ba cái công đoạn. Ba giai đoạn. Ba cái giai đoạn. Ba cái giai đoạn đầu tiên đó là học pháp. Rồi dẫn đến là cái hành pháp. Rồi thành pháp. Và tôi muốn các vị Phật tử là luôn luôn với là chúng ta nhất quán điều này, để chúng ta khi mà chúng ta học vi diệu pháp thì chúng ta tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ rằng
là cái môn vi diệu pháp là cao hơn tạng kinh, bởi vì diệu pháp có cái chân đế, còn cái tạng kinh là tục đế. Và chúng ta học tạng kinh và tạng luật á, và chúng ta cũng không có nói rằng là cái không, xin lỗi các vị, khi mà chúng ta tu thiền á thì chúng ta cũng không có nói rằng là mình đang theo cái pháp hành nó cao hơn cái pháp học. Mà rất là nhiều Phật tử, học viên học vi diệu pháp á, thì hay nghĩ rằng là cái vi diệu pháp cao hơn tạng kinh. Rồi rất là nhiều Phật tử tu thiền á, nghĩ rằng á, là cái hành pháp này á, nó cao hơn là cái học pháp. Nghĩ như vậy đó là nó rất là hại cho mình, và thậm chí là hại cho nhiều người. Bởi vì thưa các vị Phật tử, tôi gặp rất là nhiều người học viên nói như vậy. Và khi mà chúng ta nói rằng là cái diệu pháp cao hơn tạng kinh á, là có những người đó là có cái khuynh hướng đó là chỉ cố gắng học vi diệu pháp thôi, bởi vì đó là phần cao siêu, còn cái tạng kinh là cái phần thấp. Nói như vậy đó là chúng ta bỏ hết cái lời Phật dạy. Bởi vì khi mà chúng ta học vi diệu pháp đó, tôi muốn ở trong cái lớp học này chúng ta phải được định nghĩa đó là vi diệu pháp đó, là cái môn học công thức hóa tạng kinh. Công thức hóa tạng kinh tức là sao? Là Đức Phật cái ngày thuyết pháp đó, cho nhiều trường hợp khác nhau, nhiều cái đối tượng khác nhau, nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Và cái tạng vi diệu pháp đó, là trong cái lời dạy của Đức Phật đó, lấy ra từng phần hệ thống lại, để đôi khi chúng ta chỉ nắm được cái hệ thống đó, chúng ta hiểu, tìm hiểu được rất là nhiều cái bài kinh. Và do vậy đó nó mới có cái lý do là cái tạng vi ra đời của cái tạng vi diệu pháp. Và nếu mà một người mà hiểu đúng lời Đức Phật dạy đó thì chúng ta mới có thể hành đúng. Còn mà nếu mà chúng ta không có hiểu đúng thì chúng ta hành không có đúng. Cho nên không có thể nào mà chúng ta học cái chúng ta nói chúng ta tu thiền chúng ta không có theo pháp học. Thật ra đó nhiều người có cái lầm lẫn đó, là học thiền á nó thuộc về cái pháp hành, nhưng mà thật ra lý thuyết về cái pháp thiền á vẫn là thuộc về cái pháp học. Lý thuyết về pháp thiền vẫn là cái pháp học. Và những người mà họ nói rằng là cái tạng kinh hay là tạng vi diệu pháp có thuộc về cái pháp học á, thì họ không có hiểu rằng là những cái bài kinh mà các vị thiền sư giảng á, thì những cái vị đó nó cũng phải lấy ra từ trong kinh Phật chứ phải là từ các vị đọc ra. Và một lần á, tôi có thấy một vị sư nó mới xuất gia đó, xong đó là vị đó đi tu thiền ở bên Miến Điện, và vị đó về gặp tôi đó, thì khi mà tôi nói chuyện các vị đó thì nhân một lúc nào đó tôi cũng không có nhớ rõ, thì vị đó có nói rằng là không biết đó là có nhiều cái bài kinh rất là hay nhưng mà con không có dám học, bởi vì ngài thiền sư này nói nó là cái pháp học. Và các vị thấy nó ba hại như vậy đó, là cái lời kinh Phật á, mà chúng ta không có khéo ở trong cái môi trường nào đó ai đó nói thì chúng ta không có dám học lời Phật dạy. Lời Phật dạy không dám học, mà chúng ta học từ các vị phàm, từ các vị phàm tăng, các vị thiền sư phàm tăng, nó chẳng có khác nào á, là cái đồ, cái bàn thật á, mà chúng ta đi bỏ và chúng ta mua lại những cái đồ mà người ta mạ vàng á, mà chúng ta đeo. Lời Phật dạy đó mà chúng ta bỏ, mà chúng ta đi lấy cái gốc mà chúng ta bỏ, mà chúng ta đi lấy cái ngọn. Thì ngày hôm nay tôi đang hướng dẫn các vị cái lớp học vi diệu pháp đây, tôi xin thưa với các vị rằng những cái lời dạy mà được xem như là nguyên thủy nhất á, là nó nằm ở trong kinh tạng. Nguyên thủy hơn cả cái tạng vi diệu pháp. Nhưng mà nói như vậy nó không có nghĩa là cái tạng vi diệu pháp á là không phải là lời Phật thuyết, mà chẳng qua là cái tạng vi diệu pháp á là hệ thống lại cái lời Phật thuyết và phân loại để cho chúng ta dễ hiểu. Và những cái gì mà chúng ta học vi diệu pháp này là chúng ta đều nhặt ở trong kinh điển ra. Ví dụ giống như vừa rồi tôi cố tình đưa một cái bài kinh mà Đức Phật ngài dùng cả cái hai cái ngôn ngữ là danh chân, phi danh chân, chế định á, là để cho các vị chúng ta thấy rằng là chúng ta học vi diệu pháp đó là để nhằm cái mục đích đó là chúng ta hiểu rõ hơn cái tạng kinh. Chứ còn mà tôi cũng không muốn là các vị
ở trong cái lớp của tôi mà sống cao quá thì tôi dạy các vị không nổi. Và đừng có đặt ra cái mục đích là học quy diệu pháp và để thấy niết bàn, thấy cái gì đó, thì đó là tôi không có dám đặt cái mục đích tiêu chuẩn cao như vậy nha. Mà ở tôi chỉ muốn các vị học viên trong lớp này, mà các vị ra khỏi lớp ở đâu tôi không biết, thì cái mục đích làm sao chúng ta học quy diệu pháp đó, để chúng ta hiểu rõ hơn về những cái bài kinh ở trong tạng kinh, hiểu rõ hơn về những cái vấn đề luật ở trong tạng luật. Chỉ chừng đó thôi là nó đã rất là quý báu rồi, chứ chúng ta không có đặt cái mục đích là để diệt trừ phiền não hay để cái gì hết. Và cái mục đích chúng ta thấp thấp vậy thôi. Và tôi với cái mục đích mà nó thấp như vậy đó, và chúng ta cũng tiếp tục là trong các cái bài học ví dụ pháp đó, là chúng ta lấy tạng kinh ra mà chúng ta học. Và chúng ta học chẳng hạn giống như nè, chúng ta học về chế định, về cái pháp chế định á, thì chúng ta cũng học về cái từ cái tạng kinh. Có người nói rằng là thời Đức Phật á, thì ngài chỉ có nói đến cái nói cái tứ đế thôi, chứ không có nói cái nhị đế. Dạ. Yeah. Nhưng mà để cho các vị trợ tôi chút được tiền cái kinh nghiệm. Thật ra hồi chiều tôi có đánh dấu cái bài kinh để tôi nhắc lại cho các vị, nhưng mà tôi lay quay rồi cái nó bỏ quên. Ở trong cái bài kinh này á, là chỉ nói cái câu kệ thôi. Và cái câu kệ này nó nằm ở trong cái phẩm gọi là cái phẩm thiên nhân. Bởi vì năm cái công việc hàng ngày của Đức Phật á, thì Đức Phật ngài có dành cái thời gian ban đêm để ngài trả lời cho các vị chư thiên. Yeah. Thì cái bài kinh này đó là một cái câu hỏi của một vị chư thiên hỏi Đức Phật. Và trong chú giải kể rằng là do vì vị này ở trên một vị này vốn là một vị thọ thần ở trên cây gần một cái cốc của một gần cái tỉnh thất của vị A La Hán. Nhưng mà do vì khi vị này gặp các vị A La Hán nói chuyện đó, thì các vị này vẫn dùng cái ngôn ngữ là chúng ta gọi là cái ngôn ngữ chế định á, là cái bài theo cái vị diệu pháp hoặc là cái ngôn ngữ chế định. Thì vị này mới hỏi Đức Phật là vị tỳ kheo La Hán đã làm điều phải làm, các lậu được đoạn tận, các lậu tức là các cái phiền não á, thân này thân tối hậu, tức là thân này là thân cuối cùng không còn tái sinh nữa. Vị ấy có thể nói, chính tôi vừa nói lên, vị ấy có thể nói, họ nói là của tôi. Đó là cái văn kệ, tức là vị này hỏi Đức Phật rằng là Bạch Thế Tôn với một vị A-la-hán rồi, một vị A-la-hán các phiền não đã đoạn tận, tức là một người mà không còn chấp thủ nữa đó. Thì những người đó có thể nói rằng là tôi làm cái này, tôi làm cái kia, hay là cái đó là của tôi hay không? Thì Đức Phật ngài trả lời rằng vị tỳ kheo La Hán đã làm điều phải làm, các lậu được đoạn tận, thân này thân tối hậu, vị ấy có thể nói, chính tôi vừa nói lên, vị ấy có thể nói, họ nói là của tôi. Vị ấy khéo rõ biết danh xưng ở thế gian, vì chỉ là danh xưng, vị ấy cũng danh xưng. Hay chúng ta nói là vị ấy khéo rõ biết á, cái chế định của thế gian, vì chỉ là chế định thì vị đó cũng dùng cái từ chế định. Rồi vị chư thiên nó hỏi thêm rằng vị tỳ kheo La Hán đã làm điều phải làm, các lậu được đoạn tận, thân này thân tối hậu, có phải tỳ kheo ấy đi gần đến ngã mạng khi vị ấy có nói, chính tôi vừa nói lên, khi vị ấy có nói, họ nói là của tôi. Tức vậy trả lời là ai đoạn tận kiêu mạn, không còn những buộc ràng, mọi hệ buộc kiêu mạn được hoàn toàn đoạn tận, vị có trí sáng suốt vượt khỏi mọi hư tưởng, vị ấy có thể nói, chính tôi vừa nói lên, vị ấy có thể nói, họ nói là của tôi.
Vị ấy khéo biết rõ danh xưng ở thế gian, vì chỉ là danh xưng, vị ấy cũng danh xưng. Đó vừa rồi đó là thầy Đức Phật nó nghe cả chư thiên á, thì các vị cũng đặt cái vấn đề là cái chân đế cái định. Dạ. Rồi vị nó nói là đã là vị A La Hán rồi, đó là vị đó là người giác ngộ, không còn chấp cái ta nữa, thì tại sao con vẫn nghe nói là vị ấy vẫn nói là cái này là của ta, rồi ta vừa làm cái này, ta vừa làm cái kia. Dạ. Và khi vị nãy nói như vậy đó, thì nói như vậy nó có phải là đi gần đến cái kiêu mạn hay không? Dạ. Chữ kiêu mạn sau này chúng ta sẽ học ở trong ví dụ pháp phân tích cái chữ kiêu mạn này, từ cái chữ mana. Cái chữ mana có nghĩa là cái sự so đo hay là cái gì đó liên quan về cái ngã chấp nha. Thì cái bài kinh này chúng ta hiểu rằng vị chư thiên nó nói là khi mà một người mà dù một vị A-la-hán nhưng mà ngày cũng nói xưng ta, cái này là của tôi, rồi cái này không phải của tôi vừa làm cái này, tôi vừa nói cái kia, thì nói như vậy có phải là vị đó đó là đi giống như là nói chuyện ngã chấp hay không? Chấp ngã đó, thì Đức Phật là nói với một người mà đoạn trừ tất cả các cái lậu hoặc rồi đó, thì vị đó vì vị đó đã đoạn tận và vị đó đã hiểu, cho nên là vị đó có dùng cái danh từ chế định nào đi nữa đó, thì vị đó không có chấp. Chúng ta đọc cái sách thiền á, chúng ta hay gặp có những cái vị thiền sinh là do vị tu thiền nghĩ rằng là hãy mình còn chấp này còn chấp ngã thì không được, cho nên các vị đó cố gắng làm sao không chấp, làm sao không chấp là bằng cách đó là không có dám người nói người này người kia, mà chỉ nói cái ngũ uẩn thôi. Tức là thay vì chúng ta nói là cô ấy đi, anh kia nằm, ông nọ đứng, thì các vị đó nói là ngũ uẩn này đi, ngũ uẩn kia nằm, ngũ uẩn kia đứng. Mà thật ra chúng ta nói những ngũ uẩn thì nó cũng là những từ chế định thôi. Dạ. Và với một người mà đã chấp rồi đó, thì chúng ta nói niết bàn chăng nữa thì chúng ta vẫn còn luân hồi. Dạ. Còn một người đã giải thoát rồi đó, thì người ta nói như thế nào đó cũng là một người giải thoát. Giống như đã hiểu rồi đó thì nói sao cũng hiểu, mà đã không hiểu rồi đó thì nói sao đó là nó cũng là si mê. Nó đã giàu rồi đó thì ăn mặc sao cũng giàu, mà nghèo rồi đó thì chúng ta có tỏ vẻ sang trọng như thế nào đó, thì cũng là người không có tiền. Đối với một vị thánh A La Hán rồi đó, thì các bạn nói rằng là người đã giải thoát rồi, còn cái danh từ mà cái danh từ chế định đó, thì cái đó người ta dùng, người ta gọi đó là cái lưu. Không lẽ giờ ngài nói ngài tôi giải thoát rồi tôi không có dạy, không gọi nó là cái lưu nữa mà tôi dùng cái từ khác ai mà hiểu. Dạ. Thì ngài cũng, người ta gọi cái lưu, cái giường, cái ghế, thì ngài dù đã giải thoát ngài hiểu rằng là cái đó nó không có cái bản chất thật của nó, nhưng mà ngài cũng gọi là cái lưu thôi, chứ ngài nói từ khác cho người ta hiểu. Dạ. Vậy thì khi mà nói về cái nhị đế này, cái bản thể này, thì tôi vừa đọc cái bài kinh cho các vị nghe đó, thì ngay cái trong chính cái tạng kinh đó là các vị tỳ kheo rồi chư thiên thì cũng hỏi như Đức Phật cái kiểu đó đó, là họ một người đã giải thoát rồi dùng những cái danh từ mà chỉ cho tục đế như vậy họ chắc hay không. Rồi. Thì cái tạng vi diệu pháp đó là sao? Cái tạng vi diệu pháp đó là các ngài đó mới lấy ra những cái phần ở trong cái bài kinh đó, và các ngài đó là phân loại, rồi đôi khi phân loại để cho dễ nhớ thì các ngài đặt lại cái tên thống nhất với nhau. Yeah. Thì cái chữ danh xưng ở đây tức là cái tên gọi, nếu mà chúng ta đọc cái bản Pali đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái điều này cái chữ Panyati nó là cái phần chỉ định của chúng ta. Yeah. Phần chỉ định ở đây gọi là cái phần danh xưng hay là phần tên gọi. Yeah. Thì nó giống nhau, thì vì cái phần nói rằng là trên đời người ta chế định như vậy đó, thì cho nên vị A-la-hán cũng nói theo chế định như vậy.
Rồi cái bài kinh mà thuộc về cái các cái bài kinh mà ở đây chúng ta chỉ muốn lựa nhân một cái minh họa về các cái bài kinh về cái danh chân chế định, phi danh chân chế định hay là danh chân phi danh chân chế định nhiều lắm nha. Ở đây chúng tôi chỉ nhắc lại những cái giai thoại mà nó vừa trong cái lớp học thì tôi giải đọc cho các vị Phật tử, và tôi cũng muốn rằng là cái gì mà chúng ta học cái diệu pháp này đó là nó toàn bộ nằm ở trong cái tạng kinh, thì các vị Phật tử chúng ta đang cố gắng đọc thêm một bài này nữa đây. Cái bài kinh này gọi là cái bài kinh Sangha đó quá, tức là cái bài kinh được đặt tên theo cái vị tên của vị Bà La Môn. Nhân duyên ở sau quá thi, nhân duyên ở đây tức là cái câu chuyện này, cái duyên khởi, cái lý do của thuyết cái bài kinh này, nhân duyên là lý do thuyết cái bài kinh này là tại thành Sau Quát Thi. Lúc bây giờ Bà La Môn Sangha đó quá trú ở Sau Quát Thi là nhà tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều theo hạnh xuống nước để tắm cho thanh tịnh. Thời Đức Phật người ta có nhiều cái tín ngưỡng đó. Mà không phải riêng thời Đức Phật, bây giờ là vì Phật tử nào có dịp chúng ta qua bên Ấn Độ thì chúng ta thấy rằng là rất là nhiều người buổi sáng họ đi xuống dòng sông Hằng để họ tắm, vì họ tin rằng là cái dòng nước đó, cái dòng sông Hằng là dòng sông thiên, cho nên hãy mà mình xuống dưới sông Hằng mình tắm thì mình sẽ được thanh tịnh, tức là nó sạch sẽ mọi cái cấu uế của mình. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y cầm y bán đi vào Sau Quá Thi để khất thực. Khất thực xong sau bữa ăn trên con đường đi khất thực trở về, Tôn giả đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, Bà La Môn Sangha đó ba chú ở Sau Quá Thi là nhà tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều theo hành xuống nước để tắm cho thanh tịnh. Lành thay bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ vẫn đi đến trú xứ của Bà La Môn Sangha đó quá. Ngài Ananda ngày có một cái đức tính rất là quý, đó là ngày luôn luôn có lòng từ đối với tất cả. Và những khi mà ngày đi đâu á, mà ngày nghĩ rằng là người đó có thể có cái, người đó là một người dễ dàng có thể có cái tích tâm, thì ngày hay về ngày bạch với Đức Phật là bạch Thế Tôn thấy người đó như vậy đó. Và Đức Phật này nếu ngài xét thấy rằng là người đó có duyên lành thì Đức Phật này cũng vì Tôn giả Ananda ngài đi đến. Rồi Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y cầm y bán đi đến trú xứ của Bà La Môn Sangha đó quá. Sau khi đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, rồi Bà La Môn Sangha đó quá đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi lên đường ngồi xuống một bên, tôi đồng tắt lại. Thế Tôn nói với Bà La Môn Sangha đó quá đang ngồi một bên: có đúng sự thật chăng này Bà La Môn, ông là nhà tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều sống theo hành xuống nước để tắm thanh tịnh. Thưa đúng vậy Tôn giả Gotama. Này Bà La Môn, nhằm mục đích lợi ích gì ông là nhà tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều sống theo hạnh xuống nước để tắm cái thanh tịnh? Ở đây Tôn giả Gotama, ban ngày tôi làm ác nghiệp gì, buổi chiều tôi tắm để gọi sạch ác nghiệp ấy, buổi tối tôi làm ác nghiệp gì, buổi sáng hôm sau tôi tắm để gọi sạch các ác nghiệp ấy? Tôn giả Gotama, nhằm cái mục đích như vậy, tôi là nhà tịnh thủy hành, tin tưởng nhờ nước được thanh tịnh, sáng chiều sống theo hành trung nước để tắm cho thanh tịnh. Rồi các vị coi Đức Phật á, ngày dùng cái gọi là cái ngôn ngữ là danh chân phi danh chân chế định, tức là ngày cụ thể hóa những cái pháp trù tượng danh chân chế định và ngày giải cho ông. Bởi vì ông là nhà mà tịnh thủy hành, cho nên ngày dùng cái hồ để ngài thuyết pháp. Rồi ngài dạy nè: chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, không cố uế trong sạch, được thiện nhân tán thán, là chỗ bậc có trí thường tắm trừ uế tạp. Khi tay chân trong sạch, họ qua bờ bên kia.
ai mà nói mà cái ngôn ngữ mà tục đế á, ngôn ngữ chỉ cho tục đế là thấp, còn cái ngôn ngữ mà chỉ cho chân đế nó là cao, không đúng. Thật ra có những cái ngôn ngữ, tôi nói là ngôn ngữ mà chỉ cho tục đế đôi khi rất là khó nói. Và sở dĩ mà Đức Phật á, Ngài gọi là một người mà Đức Phật là một người mà Ngài có khả năng bậc nhất trong cái việc thuyết pháp độ sinh, là cái cách mà Ngài sử dụng cái ngôn ngữ. Cái ngôn ngữ của Đức Phật á, chúng ta làm cái ngành nào thì Ngài có pháp của ngành đó. Chúng ta là người nông dân á, thì Ngài có cái pháp của người nông dân. Cái cày, cái bừa, con trâu, cái nào cũng đối với Đức Phật cũng là pháp hết. Chúng ta là tu theo cái đạo thờ lửa thì Ngài cũng có pháp là lửa. Rồi chúng ta tu như là câu chuyện nhà tu theo cái tịnh thủy hành, tức là tu theo cái hành lấy nước làm nước thánh đó, thì Đức Phật Ngài cũng lấy nước. Chỉ có điều đó, là Ngài dùng cái danh chân chế định mà để giảng cho, chỉ cho cái phi danh chân chế định. Cái danh chân chế định tức là đây nó là giới. Giới nó là một pháp có bản thể thật. Rồi cái trời Ngài chỉ cho cái phi danh chân chế định, Ngài nói rằng là trong cái giáo pháp của bậc thánh đó, là cái hồ, là chánh pháp là cái ao hồ. Giới nó là nước và cái bến tắm. Và cái bụi bặm á, cái bụi bặm á thì Ngài dùng cho cái phiền, chỉ cho cái phiền não. Cái bụi bặm là phiền não, là cái thứ bụi bặm, là những cái thứ dơ bẩn. Và ở trong cái đoạn kinh mà được, trong cái bài kinh này kể rộng hơn á, hiểu đi Đức Phật này ở đây nào tương ưng các bạn kể vắn tắt. Thì khi mà ông Bà Lạc Môn ông nói rằng là ổng dùng cái nước ổng tắm á, thì Đức Phật này mới nói cho ông nghe, nói rõ ông nghe là cái nước đó đó nó chỉ có tắm sạch bụi bặm trên thân thể thôi, chứ nó không có rửa được sạch được cái bụi bặm ở trong tâm hồn. Và cái chữ bụi bặm trong tâm hồn ở đây là Đức Phật này dùng đến cái gọi là cái danh chân, phi danh chân giới định. Bởi vì cái phiền não là cái thật có, cái phiền não là danh chân giới định, bụi bặm là phi danh chân chế định. Rồi Đức Phật Ngài dùng cái danh chân chế định này nè, Ngài cụ thể hóa bằng những cái danh từ thường thức như là bụi, như là nước, như là cái bến tắm, là cái ao hồ, để mà Ngài đem những cái hình ảnh sinh hoạt gần gũi với vị Bà La Môn này, Ngài thuyết cái pháp cho ông nghe. Thì cái danh chân, phi danh chân chế định, hay là phi danh chân chế định được dùng rất rất là nhiều ở trong kinh. Nên là thành ra những khi mà chúng ta học kỹ như thế này, chúng ta mới thấy là những cái lời mà nhận xét có vẻ giống như là khuôn mẫu, là mẫu mực á, cho mọi người. Như là tạng vi diệu pháp, Đức Phật này dùng danh từ chân đế, còn cái tạng kinh là cái danh từ chế định. Những cái nhận xét nó rất là tai hại. Giờ nó tai hại rồi, thành ra những cái người nào ấy là cứ nói về cái diệu pháp, cứ lặp một cái lời, lặp lại những cái câu nói tai hại đó, mà nó mà không chịu học, không chịu đọc kỹ. Để tôi coi có ai còn buồn ngủ nữa hay không, cái ngủ hết trơn nè. Rồi thì còn các cái cặp còn lại đó thì chúng ta ghép vô nha. Các cặp còn lại thì tôi nói nữa là chết nữa, tại vì cái này chính tôi nói mà tôi còn phải lắp bắp mà, tại vì vì nó trùng với nhau. Và chúng ta học thì chúng ta nhớ học cái lý như vậy. Rồi bây giờ đó là chúng ta thử lại kiểm tra cái bàn tay. Chúng ta kiểm tra lại cái bàn tay, ai có thể đưa cái bàn tay lên. Rồi ai có thể đưa được cái bàn tay, và nếu mà đi tôi muốn là các vị nào trong bàn tay giữ này nè. Bàn tay nhiều quá kêu ai không biết, là các vị không am, tôi nói đưa bàn tay lên đây, tôi nói là các vị nào có câu hỏi thì chúng ta đưa bàn tay lên, còn để tôi mail, anh mail của các anh mail các vị, là tôi mời các vị. Tôi vừa nói quả hết, không còn cái bàn tay nào hết.
như là không có ai có câu hỏi nữa. Thật ra có một cái góp ý của các của một vị Phật tử á, muốn đó là trong phòng á, tôi có cách hướng dẫn tương tác cho các vị, tức là thỉnh thoảng tôi hỏi để cho các vị trả lời, hoặc là trong khi mà tôi giảng thì làm sao mà các vị cũng có thể cùng nói. Nhưng mà ở trong cái phòng này các vị biết hãy tôi mà tôi anh mail lên nó ồn như cái chợ, không ai nói mà nghe được hết. Trời, do vậy mà bắt buộc và chúng ta phải tắt hết. Chúng tôi có thấy cô Diệu Huyền, cô Thùy Linh, cô gì Nguyễn Thị Thu, cô Nguyễn Hồng. À, tôi lặp lại, bây giờ các vị nào mà còn đưa bàn tay lên thì tôi sẽ unmail và tôi mời các vị. Tôi sẽ mời các vị học viên đó. Còn nếu mà tôi unmail mà các vị đó không có nói chuyện, tôi biết rằng là các vị đó không có quen dùng máy, tình cờ để đưa cái bàn tay lên thôi. Bây giờ nó mới là nó hơi khó, hơi phức tạp như vậy đó. Và giờ còn hai cái bàn tay cho các vị, có khi không mà tôi không biết. Rồi tôi mời cô Thùy Linh lên trước nè. Dạ, xin mời cô Thùy Linh. Dạ, con thưa sư ạ. Dạ. Dạ, dạ thưa sư. Rõ. Dạ, thưa sư, xin cho con hỏi là về cái dòng thứ ba đó là danh chơn, phi danh chơn. Thì khi con đưa ra những ví dụ trong kinh á, thì con lại liên tưởng tới là cái phép so sánh ẩn dụ của môn tiếng Việt. Thì con xin hỏi sư là có phải là có giống nhau không ạ? Dạ, dạ, đôi chỗ nó giống gì con? Cô có một hỏi hay. Dạ, như nãy tôi thưa với các vị đó là nó giống như là ở trong cái văn học chúng ta có cách gọi là cái nhân cách hóa, hình ảnh hóa, rồi ẩn dụ, rồi so sánh. Thì cái gọi là thực chất á, nó chỉ có hai thôi, là danh chân chế định và phi danh chân chế định. Mà chẳng qua đó là trong những cái trường hợp đó là cái danh chân và phi danh chân đi chung với nhau, cho nên các ngài kỹ là các ngài kể ra hết. Thành ra có một số người học y pháp họ nói rằng là các vị luận sư không phải là trẻ sợ tóc làm tư mà làm tám. Bởi vì cái gì có thể chia ra được thì các ngài chia để ra, nói ra rất là nhiều cái trường hợp. Thì cái câu hỏi của cô thì chưa trả lời như vậy, nó làm cái danh chân phi danh chân chế định thì chẳng qua nó gì, nó là cái cách mà chúng ta nói là giống như là chúng ta hình ảnh hóa một cái gì đó trừu tượng, hoặc là nhân cách hóa một cái gì đó vô tri, vân vân. Mà chẳng qua khi mà chúng ta so sánh, chúng ta ẩn dụ, chúng ta hình ảnh hóa nó thì cái nào á, mà dùng cái phi danh chân chỉ cho cái danh chân thì chúng ta để cặp đó trước, còn cái nào mà danh chân rồi nói trước thì chúng ta diễn đạt trước. Chúng ta ví dụ này nè, ví dụ giống như là ở trong một cái đoạn kinh khác á, thì Đức Phật này nói rằng là giống như cái căn nhà nóc nhọn như vậy đó, thì tất cả một cái đuôi mè gì đó thì nó cũng dồn, nó quy tụ về cái góc nhọn đó. Thì cái góc nhọn đó nó cũng giống như là cái chánh niệm ở trong cái thiện pháp, tức là mọi cái thiện pháp nào đó thì cái chánh niệm nó có được đem là cái chỗ quy tụ của mọi cái thiện pháp. Hoặc là ngày nói rằng là giống như là trong cái dấu chân con, giống như là dấu chân trong cái các dấu chân thú đó, thì cái dấu chân voi nó được xem là to lớn nhất, vì cũng giống như trong các cái thiện pháp đó là cái chánh niệm nó cực kỳ quan trọng vậy đó. Thì thế mà cái hình ảnh nào mà hình ảnh phi danh chân chế định mà kể trước đó thì chúng ta gọi là phi danh chân chế định. Mà cái nào mà danh chân chế định kể trước đó, thì chúng ta gọi là danh chân phi danh chân chế định vậy thôi. Hai cái này nó cũng không có khác nhau gì, nó chẳng qua là cái trước sau. Cho nên là nãy chúng tôi là không có đi tường tận hết, mà chúng ta chỉ là đơn cử. Không dạ con hiểu rồi. Dạ con cảm ơn sư rất nhiều ạ. Dạ. À, còn các vị Phật tử nào còn có hỏi nào nữa không ạ? Thật ra thì tôi nghĩ cái bài học này nó cũng dễ. Do vậy mà các vị Phật tử không hỏi, hiện nay tôi mặc nhiên rằng là các vị hiểu bài và đã
Bây giờ chúng ta học về cái phần chân định, cái phần chế định, cái phần quy ước này nó hay lắm. Tại vì có đôi khi không hiểu, có đôi khi không hỏi thì có nghĩa là hiểu bài, mà có đôi khi không hỏi có nghĩa là ngủ hồi nào mất tiêu, là không biết nói cái gì luôn. Thì nó mặc dù nó cũng có cái chỉ không hiểu thôi, nhưng mà nó rất rất là nhiều cái khác nhau. Thì đôi khi chúng ta học kinh điển cũng vậy, nó chỉ có cái danh từ đó thôi, mà trường hợp này thì nghĩa này, trường hợp kia nghĩa kia. Sư cũng dừng lại vài phút để cho các vị Phật tử nào có thêm cái câu hỏi nha. Dạ xin mời cô Hồng Thị Kim Nhung. Dạ, xin mời cô Hồng Thị Kim Nhung. Dạ, con là Kim Nhung ạ. Con kính đảnh lễ sư. Con kính đảnh lễ sư Hạnh Tuệ ạ. Dạ, con kính chào các anh chị em đạo hữu ở trong lớp học. Dạ, thưa sư. Lúc trước mà con đọc sách á, thì con hay học cái ví dụ như là danh trơn tức là tâm, rồi là phi danh trơn là tôi, còn danh trơn phi danh trơn thì là tâm tôi, hoặc là danh trơn là tâm tham. Hôm nay thì sư cho con cái ví dụ như vậy thì lúc đầu con cũng thấy lạ. Sư có thể cho thêm, có thể giảng sao mình không sử dụng là tâm tôi, tâm tham, mà mình dùng cái từ cái là tiền giả, tiền thật, thì nhưng mà tất cả nó cũng là chế định. Nhưng mà cái ví dụ mà trong sách thì thường hay sử dụng là tâm tham đó, thì con có cái ý kiến như vậy, sư giảng lại dùng cho con ạ. Con kính đảnh lễ sư ạ. Dạ, cảm ơn cô. Thưa cô, rất là cái câu hỏi này là cái câu hỏi hay, là bởi vì hầu hết là các cái quyển sách học về diệu pháp đó, đều dạy về cái danh chân chế định, phi danh chân chế định bằng những cái ví dụ mà cô vừa nói. Ngay cả cái quyển vi diệu pháp vi diệu pháp nhập môn của ngài Giác Chánh, đó là một trong những vị thầy mà dạy cho tôi học đó, là cũng dạy như vậy. Ngay cả cái bộ pháp mà gọi là cái gói đầu giường của cái bộ vi diệu pháp đó, bộ tóm tắt bộ khái quát về vi diệu pháp mà tất cả các cái xứ Phật giáo đều phải dùng đó, nó là cái quyển Abhidhammasangaha ngày Anuruddha, ngay ngày Minh Châu, ngày dịch là Thắng Pháp Tập Yếu Luận đó. Là do vì cái phần tục đế này đó là cái phần mà chúng ta chỉ đa số là các sách đó là chỉ nói sơ qua, chúng ta không có nói kỹ. Và trong cái phần mà danh chân chế định này đó, thì có cái cách mà giải thích đó, mà đối với tôi thì tôi không có chọn cách này. Ví dụ giống như là danh chân phi danh chân chế định là một cái danh từ mà cái tiếng trước là chỉ cho danh chân, tiếng sau là chỉ cho phi danh chân. Như là tâm người đàn bà thì tâm là danh chân, người đàn bà là phi danh chân. Rồi, đại khái là cũng tương tự như vậy đó, tức là cái từ trước đó là chỉ cho cái danh chân, từ sau là phi danh chân. Nhưng mà tôi không chọn cái cách đó, lý do là thứ nhất là ngôn ngữ, như các vị biết là mỗi cái ngôn ngữ có cách diễn đạt khác nhau. Như tiếng Việt của chúng ta đó là cái tính từ đó chúng ta nói sau, mà cái tiếng chỉ được chỉ định thì chúng ta nói trước. Ví dụ giống như là cái bàn thì chúng ta nói trước, còn cái hình dung từ hay là cái tính từ hay là cái tiếng adjective chúng ta nói sau, như là cái bàn cao hay là cái bàn thấp, bàn lớn, bàn nhỏ. Nè. Rồi nhưng mà các cái ngôn ngữ khác như là Bali hay là thậm chí là Âm ngữ vân vân, Hán ngữ cũng vậy, người ta nói ngược lại. Tiếng Việt thì chúng ta nói là chùa lớn, mà cái tiếng Hán thì chúng ta dùng là đại tự, chứ không phải là tự đại. Tự cao, tự đại là nghĩa khác. Thì do vì nó đảo tới đảo lui, chẳng lẽ là cái hình ảnh mà chúng ta ví dụ, mà chúng ta gọi là cái danh chân, phi danh chân chế định, tới khi mà chúng ta chuyển sang tiếng Anh thì cái trật tự nó đảo ngược lại, chẳng lẽ câu đó nó là phi danh chân chế định, các vị có hiểu ý tôi không?
Thành ra khi mà tác giả viết cái đó, nó tác giả đang viết trong cái ngôn ngữ của mình, nhưng mà cái đó nó cái diễn đạt nó hài đối với tôi, tại vì tôi nghĩ rằng là do vì các vị tiền bối không tôi và ông thầy của thầy tôi nữa. Dạ. Nhưng mà tôi không có dùng cái cách đó là bởi vì thứ nhất cái cách đó là diễn đạt nó, mỗi cái ngôn ngữ nó có cách tự từ khác nhau. Hơn nữa ở đây chúng tôi muốn là chị nói rõ hơn về cái danh chân chế định và phi danh chân chế định, tức là danh chân chế định nó là dùng một cái khái niệm cho cái có thật để so với một cái khái niệm mà không có thật. Yeah. Còn mà cái mà ở trong sách mà ghi mà vắn tắt giống như là tiếng nói của người đàn bà, tiếng nói là có thật, rồi người đàn bà là tiếng nói là danh chân chế định, người đàn bà là phi danh chân chế định, thì mấy cái đó tôi thấy là nó không, các vị Phật tử không rõ ràng, là bởi vì tự nhiên cái đổi tới đổi lui thành ra danh chân chế định, phi danh chân chế định, nó thấy nó đơn giản như vậy mà không có hiểu rõ. Cái thứ hai, cái vấn đề chính đó, là tôi muốn chia sẻ với các vị đó, là từ bằng cái hình cái ngôn ngữ danh chân phi danh chân chế định được giảng ở trong kinh, nó rõ ràng hơn về mục đích của chúng ta học ví dụ pháp là chúng ta để hiểu rõ tạng kinh. Chứ nếu mà chúng ta không có dùng những cái minh họa từ cái tạng kinh đó, thì rất có nhiều người học nghĩ rằng là cái một môn ví dụ pháp là cái môn riêng biệt. Mà chúng tôi muốn là học môn ví dụ pháp là chúng ta đọc thẳng vào cái tạng kinh, và sẵn có dịp là chúng ta học cái tạng kinh. Và đó là xin giải thích lại cô nghe như vậy. Thì tôi hướng dẫn các vị Phật tử ở đây bằng tất cả những cái gì mà tôi có thể hiểu được, tôi cố gắng tôi chia sẻ các vị. Và thật ra tôi thưa các vị đó là tôi dạy theo cái cách mà từ trước giờ tôi không có học cái cách này từ một vị thầy nào hết á. Là ngày xưa tôi học ví dụ pháp như thế này. Ngày xưa tôi học ví dụ pháp đầu tiên đó là tôi học về chia sẻ cái bản nêu chi pháp, như là tất cả gọi là pháp chỉ có ra có hai, chân đế và tục đế. Chân đế chia ra có hai là chân đế vô vi và chân đế hữu vi, mà cứ như vậy đó là cứ chia hết cái bản nêu. Rồi từ cái bản nêu đó là chúng ta học được đầu tiên là cái tám tâm tham, cái tâm tham họ hỷ nhập tà vô trợ, tâm tham họ hỷ nhập tà ly trợ gì đó, rồi suốt rồi đi giảng về các cái tâm tham đó. Nhưng mà ngày xưa đó tôi học với các vị thầy đó là các vị thầy nó dạy cho tôi là một đứa con nít, cho nên chủ yếu là để cho học thuộc lòng. Và các vị thật ra thì cũng dựa ít nhiều về các cái bản dạy đi trước. Nhưng mà ở đây chúng tôi là muốn hướng dẫn các vị Phật tử thấy rõ rằng là để chúng ta học nhiều pháp, mục đích đó là để mình hiểu về tạng kinh. Do vậy mà từ đây về sau tất cả những cái bài giảng về nhiều pháp đó là chúng ta lấy cái bài kinh ra để là chúng ta học nhiều pháp. Mà học như vậy đó thì chúng ta mới hiểu rõ ràng lời kinh Phật dạy. Chứ còn mà nếu mà chỉ học cái công thức vi pháp rồi chúng ta tưởng là vi pháp là một cái môn khác, rồi tạng kinh là một vị môn khác, rồi mới từ đó nó mới hình thành ra cái suy nghĩ là cái tạng vi pháp nó cao hơn tạng kinh nè, từ cái cách này cách kia, là cứ biết đó, chúng ta học như vậy nó không có lợi ích mà nó còn nguy hiểm nữa. Và bởi vì ngày hôm nay tôi biết được rằng là những cái bài tôi giảng nó có lưu lại ở trên YouTube hay là Facebook, và cái điều lưu lại đó không phải là nhằm mục đích và để cho tôi cái bài giảng, tôi chỉ một số phần tử lưu lại đó, thì tôi nghĩ rằng để sau này mà có nhắc lại, tôi là ông sư Pháp Nhiên ở chùa Siêu Lý hoàn toàn chịu trách nhiệm những cái gì mình nói, và nó chỉ có ý nghĩa vậy thôi, chứ không phải là tôi cần cái danh giả trong cái ba cái đó. Là tôi biết là khi tôi nói chuyện nó vụt vặt, rồi khi các vị Phật tử buồn ngủ không nghe, nhưng mà các vị luôn vậy, đôi khi tôi cũng thích, là bởi vì tôi chịu trách nhiệm. Và những vị thầy hướng dẫn của tôi còn đó, như giống như là ngày giác giới, ngày vũ chánh vân vân, hay các vị tiền bối đó, thì bây giờ các vị học trên Facebook ở tại Thiền viện Phước Sơn đó, ngày hòa thượng vũ chánh thì cũng có dạy vi pháp đó. Và cái cách ngày dạy đó thì tôi nhớ lại ngày xưa cái cách hồi nhỏ tôi học, mà bây giờ đó thì tôi nghĩ rằng là tôi
cố gắng tôi dạy cho các vị Phật tử làm sao mà để chúng ta sau này chúng ta đọc tạng kinh mà chúng ta thấy rất là gần gũi cái tạng vi diệu pháp, mà nói tạng vi diệu pháp là phải gần gũi với tạng kinh, và mục đích của tôi chỉ vậy thôi. À, bây giờ nó thì chúng còn có và còn 6 phút nữa, các vị Phật tử nào còn câu hỏi thì các vị cứ hỏi. À, nếu mà các vị không có câu hỏi nào thì chúng ta kết thúc cái lớp học ở đây. Để chúc các vị Phật tử, nếu ở Việt Nam thì một đêm ăn lạc, ở Mỹ thì một ngày ăn lạc, còn ở đâu đó thì buổi chiều gì đó ăn lạc. Và xin chào tất cả các vị.